Xin lỗi các bạn, nhưng mà tuần này thì sẽ không có video đâu, bởi vì mình đang bị ốm, mình đang bị bệnh. Dạ dần rơi bóng mây, anh chẳng còn nhớ chốn đây đã từng đẹp như thế. Một hai tia nắng vương, anh chẳng còn nhớ chỗ hương dịu hiền mình từng mê. Hàng cây như muốn vẫy chào, ngày hôm nay thấy thế nào? Có vui như ngày xưa ước ao. Gặp em anh rất lâu lâu rồi, anh sao mình quên đêm thế? Còn em cứ đắn đo sao anh không muốn để cho em gặp anh như thế? Vì anh đâu muốn thét gào rằng anh đau đớn thế nào. Đấy em ơi thật buồn biết. Gió bay anh chẳng còn muốn đứng đây chuyện trò cùng em nữa, chẳng hay mong muốn đưa em vài dăm ba cuốn quen lâu rồi từ hồi xưa. Về thôi tia nắng tắt rồi, quả đèn cũng kiếm cho ngồi thế thôi. Thế thôi em à, thế thôi.